Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay thị trường giao dịch phiên buổi sáng đã kết thúc rồi, thì tôi lại quay trở lại để nhận định thị trường. Như tôi đã chia sẻ với quý vị và các bạn ở những cái clip trước, thì mọi cái dự báo ấy là người ta sẽ có những cái cơ sở nhất định để người ta dự báo, và nó cũng có cái độ tin cậy nhất định, nhưng bao giờ nó cũng có cái tỷ lệ phần trăm sai. Nếu như những người nào làm công tác dự báo mà đánh giá được đầy đủ các cái tình huống thì tôi nghĩ là cũng có thể tham khảo được, tin cậy được. Đấy. Và tôi đã chia sẻ với các bạn rồi. Tất cả các cái sự vật hiện tượng ở trên 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 thế giới nó đều tuân theo một cái thứ nó gọi là chu kỳ. Đấy. Nó có cái chu kỳ xảy ra, có nghĩa là bất cứ sự vật hiện tượng gì nó đều có cái tính gọi là lặp lại. Đấy, sau những cái quãng thời gian nhất định thì nó sẽ lặp lại. Đấy. Và người ta định nghĩa cái chu kỳ ấy là như này, chu kỳ là cái thời gian đấy ngắn nhất để cho cái trạng thái của một cái sự vật hoặc hiện tượng được lặp lại. Đấy, đấy thì người ta gọi là chu kỳ. Thì các bạn hình dung ra là ví dụ như như tất cả các hiện tượng, ví dụ ngày đêm đấy, các bạn hình dung ra là nó cứ lặp đi lặp lại như thế, nhưng nó có thay đổi, nó bị bóp méo. Ví dụ mùa đông thì ngày nó sẽ khác, nó sẽ dài hơn đêm. À, mùa mùa hè thì ngày nó sẽ dài hơn đêm, và mùa đông ấy thì đêm nó sẽ dài hơn ngày, vân vân. Thì nó sẽ có cái sự bóp méo thay đổi đấy. Hoặc là một năm thì nó có bốn mùa xuân hạ thu đông, nhưng không phải năm nào thì mùa xuân nó cũng 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 là một nấy tháng, mùa hè nó cũng là một nấy tháng, vân vân. Tháng tháng là tháng là chúng ta ngầm định với nhau thôi, nhưng cái tiết trời ấy các bạn hình dung ra thế, mùa đông có những năm nó bị kéo dài hơn đấy, vân vân. Thì nó có những cái thứ nó ảnh hưởng đến chu kỳ. Và trong cái dự đoán về kinh tế này ấy, thì nó cũng có bốn cái chu kỳ lớn mà tác động rất nghiêm trọng đến chu kỳ. Thì cái chu kỳ mà tôi chia sẻ với quý vị và các bạn sáng nay ấy, là một cái chu kỳ mà quan trọng nhất trong trong bốn cái chu kỳ đấy. Đấy, nó liên quan đến cái chi tiêu của một quốc gia. Đấy, nó liên quan đến cái việc gọi là vay nợ rồi mua bán đấy, các loại hàng hóa đấy. Ở các nước ấy thì người ta có những cái cuộc khảo sát đấy, người ta làm những cái cuộc thống kê, khảo sát và thống kê nhé, vừa khảo sát vừa thống kê. Cái thống kê thì nó quan trọng hơn đấy, nó có những cái con số chính xác là đánh giá là ở cái độ tuổi bao nhiêu thì là mua sắm những cái loại hàng hóa nào nhiều nhất đấy, các bạn hình dung thế đấy. Ví dụ như tivi tủ lạnh thì thông thường ấy là sẽ được mua sắm ở cái độ tuổi từ 18 cho đến 25 tuổi đấy, là cái độ tuổi là mua sắm nhiều nhất, nhiều nhất nhá. Thì người ta đánh giá được những cái thứ như thế thì người ta biết ngay là à, cái mặt hàng nào đến cái giai đoạn nào là tốt, giai đoạn nào là xấu. Và người ta đã chia ra từng thế hệ một đấy, từng thế hệ một đấy, cái thế hệ này là khoảng từ năm nào đến năm nào đấy, là một cái thế hệ. Và sau bao nhiêu năm thì cái thế hệ đấy nó à, sau bao nhiêu năm thì cái thế hệ đấy nó là cái thế hệ mà tạo ra cái sự mua sắm tích cực nhất, vân vân. Đấy thì người ta dựa vào những cái thứ đấy để người ta dự đoán được, người ta dự đoán được. Và các bạn hình dung ra như này này, cái lượng tiền đấy, lượng tiền của một quốc gia nó là cố định, nó không gần như là thay đổi, nó không đáng kể đâu, nó cố định. Sau một năm ấy thì cái lượng tiền đấy nó chỉ tăng lên được vài phần trăm thôi, 10%, 20%, các bạn hình dung thế, cái lượng tài sản của một quốc gia ấy đấy, chứ nó không tăng một cách ầm ầm đâu. Thế thì nó sẽ sinh ra cái thứ là cứ mỗi một cái thế hệ mới ra đời tiếp nối thì người ta sẽ mua bán vay mượn, tạo ra cái đòn bẩy đấy, thì nó sẽ hình thành các cái bong bóng tài sản đấy, và người ta đoán được là thị trường chứng khoán nó sẽ sập lúc nào. Dự đoán được, không không chính xác, nhưng người ta có thể biết được những cái điều như thế. Đấy là những cái mà tôi sẽ chia sẻ dần dần với quý vị và các bạn. Và nếu như những người mà làm nghiên cứu nghiêm túc thì những cái nghiên cứu của người ta là có thể tin cậy được, các bạn có thể tham khảo, quý vị có thể tham khảo được. Nhưng tôi khẳng định luôn đấy là phần lớn chuyên gia nói là toàn tào lao, không đúng đâu. Đấy, không đúng, và người ta không làm nghiên cứu cụ thể
Đấy, người ta có khi người ta cũng lướt sóng như các bạn thôi, xong bắt đầu lên chém người ta làm về mặt kinh tế này khác thì người ta là chuyên gia kinh tế thôi, nhưng người ta không làm nghiên cứu cụ thể ví dụ thế thì người ta cũng không đánh giá được là à tại sao cái giai đoạn này nó lại là nguy hiểm, tại sao giai đoạn này là giai đoạn lại sắp sập rồi, vân vân. Đấy, nó có những cái thứ như thế nha, và nó lặp đi lặp lại. Đấy, ví dụ như là cái chu kỳ bong bóng ấy thì thường là nó có dài từ 8 đến 13 năm. Đấy, quý vị cứ hình dung như thế. Và cái từ cái năm ngoái ấy, cái năm ngoái ấy, nó sập không phải là bong bóng. Đấy, cái năm ngoái ấy, nó sập thì không phải gọi là bong bóng mà nó là một cái hiện tượng bất ngờ xảy đến thôi. Ngoài cái hiện tượng đấy ra ấy, thì nó còn có những cái thứ khác. Đấy, bong bóng là gì? Là cái giá trị của tài sản đã được đẩy lên cao hơn cái giá trị thật, à, cái thị giá của một cái tài sản nó đã đẩy cao hơn cái giá trị thật rất là nhiều. Đấy, rất là nhiều. Và đến lúc là cái lượng tiền đẩy vào ấy nó không đủ lớn nữa, nó không đủ đẩy được nữa thì nó nổ thôi, nó sập xuống. Và đã là bong bóng thì bất kỳ cái loại thị trường nào cũng sập, vàng cũng sập, rồi chứng khoán cũng sập, dầu cũng sập. Đấy, nhưng quan điểm của tôi cái vàng ấy nó lại khác với các cái loại hàng hóa khác nhé. Vàng nó vừa là hàng hóa này nhưng nó lại vừa là một cái loại tiền tệ. Đấy, một cái loại tiền tệ. Tiền tệ thì nó cũng sập nhưng giá trị của vàng ấy, với giá trị của tiền tệ, tôi khẳng định luôn là nó không thể về không được. Nhưng dầu có thể là nó sẽ về gần không chẳng hạn, ví dụ thế nhá. Ví dụ, và năm ngoái ấy, nó đã có những giai đoạn là nó về không đấy nhá. Đấy, nó về không là nó về cái dầu gọi là hợp đồng tương lai thôi, còn hợp đồng tương lai nó liên quan đến kho bãi đấy nên là nó về không, còn cái giá dầu bán hàng ngày ấy, thì nó sẽ cũng không về không, nó gần không thôi. Đấy, thì đấy là những cái mà tôi chia sẻ. Còn để dự báo một cách gọi là ngắn hạn ngày mai nó như thế nào ấy, thì không ai đoán được đâu, không không thể nào đoán được nhá. Và các bạn thấy đấy, hôm nay nó là một cây nến, dòng tiền vào sáng hôm nay cũng là mạnh nhưng mà thực ra là dòng tiền bán để rút tiền ra thôi, rút bớt tiền ra thôi nhá. Đấy, và khối ngoại hôm nay có một điểm trừ là khối ngoại lại cũng bán hàng, bán ra rút tiền về khoảng 153,38 tỷ. Đấy, và giao dịch trị giá là buổi sáng hôm nay là 10.598 tỷ. Đấy. Đấy. Và nó không có cái gì, nó sẽ chắc chắn là sẽ không có cái gì nó cứ lên được mãi đâu. Đấy, các bạn hình dung thế. Tuy nhiên có một điểm mà tôi nghĩ là một điểm mừng thì tôi cũng chia sẻ luôn là cái giai đoạn hiện tại này này. Đấy, theo các cái thống kê này khác ấy thì lượng tiền ở trong dân vẫn đang rất nhiều. Đấy, thì cái đấy là một cái yếu tố quan trọng nha. Một yếu tố quan trọng mà chúng ta xem cái VN30 này, VN30 thì hôm nay xanh đỏ là tương đương nhau thôi nhá. Nó cũng chưa có gì đặc biệt đâu. Đấy, và thị trường hôm nay là một cái phiên cũng là lưỡng lự thôi, nó cũng chưa biết được đi lên hay đi xuống đâu nhá. Cái khó nhất là tôi vẫn nói với các bạn đấy là chúng ta không biết lượng margin hiện tại bây giờ là nó căng ở mức nào. Cái lượng margin nó quan trọng đến cái thị trường như thế này này, các bạn hình dung nha. Nếu bây giờ tất cả công ty đều đang bị margin hết, đang bị full margin hết, có nghĩa là sao? Có nghĩa là tất cả các cái tài khoản, phần lớn các tài khoản là đang bị margin. Có những tài khoản là full margin, có những tài khoản là không, chưa full margin, nhưng có những tài khoản nó sẽ bị full margin. Thế thì tôi khẳng định luôn với quý vị ấy, là nếu như điều đấy là đúng nhé, ví dụ thế, thì cái chỉ số này, này nó chỉ cần giảm 30 điểm thôi, 30 điểm, chưa cần đến 70 điểm như lần trước đâu, nó chỉ cần giảm 30 điểm thôi, nó chỉ bằng nửa cái cây này thôi này. Các bạn hình dung thế. Thì tất cả các cái tài khoản bị đấy là đều bị call margin hết. Bị call margin thì quý vị hình dung nha, nếu mà có tiền nạp vào thì ok không sao cả, nhưng không có tiền nạp vào là sẽ bị bán giải chấp, bị các định chế tài chính bán giải chấp, và bán lúc bấy giờ là thi nhau bán, là nó sẽ ồ ạt và thị trường nó sập xuống. Đấy là cái thứ mà tôi muốn muốn các bạn an toàn, là vì thế các bạn giữ tài khoản an toàn thì chả sợ đâu, nó sập xuống thì đấy là cơ hội để chúng ta mua hàng giá rẻ, nên là không lo gì cả nhá. Còn thị trường thì nó sẽ không lên được mãi, nó chắc tôi chắc chắn luôn là nó sẽ không lên được mãi, còn bao giờ nó sập xuống thì không biết. Nó có thể sập khi nó vượt lên 1.500 hoặc là lên 1.800 hoặc là nhiều hơn, hoặc là có thể là nó sập luôn từ bây giờ. Cái đấy là cái mà chúng ta rất là khó biết, nhưng bây giờ là nhiều rủi ro. Đấy, nhiều rủi ro nhé. Nó lên cái vùng này là lại càng nhiều rủi ro này. Đấy. Và rất là khó khó để biết được là thị trường bây giờ nó còn đẩy được bao nhiêu.
Bởi vì bây giờ ấy là đẩy bằng tiền là chính thôi, chứ không phải là vì cái kết quả hoạt động kinh doanh. Các bạn hình dung là GDP hàng năm mới tăng có vài phần trăm, làm sao một cái tiền của một quốc gia nó tăng đáng kể điều. Tất nhiên là ở trên thị trường chứng khoán này với tiền của một quốc gia ấy thì nó cũng không tương đương với nhau đấy, nó cũng không phải là cứ. Và có một cái khảo sát đấy là lượng tiền ở dự trữ ở trong dân đang còn rất là nhiều đấy, và đang nghĩ cách để huy động. Thì huy động đơn giản thôi, bây giờ người ta sẽ tăng cái lãi suất ngân hàng lên là huy động tiền trong dân thôi, có gì đâu. Bây giờ lãi suất ngân hàng tăng lên chỉ cần lên đến 20% thôi, 15% thôi thì đất nó sẽ rẻ. Các bạn hình dung ra là thế, người ta sẽ thi nhau, người ta bán đất, người ta đút tiền vào ngân hàng 20%, công ty làm một không lại. Các bạn hình dung thế, 20% một năm công ty làm không lại, công ty làm còn không lợi nhuận không bằng đấy. Và khi mà tiền rút về ngân hàng khoảng 20% thì lúc bấy giờ ấy là các công ty vay là lại phải vay cao hơn, lại phải vay khoảng 24% một năm trở lên. Và lúc bấy giờ nó lại khó khăn trong về mặt hoạt động đấy, nên cũng chưa biết được là cái toan tính của nhà nước như thế nào, chúng ta rất là khó nha, của chính phủ như thế nào đấy là chúng ta vẫn phải chờ đợi. Và tất cả mọi thứ đều liên quan đến chính sách, tiền bơm ra như thế nào rồi tiền thu về ra làm sao rồi vân vân, nó liên quan đến chính sách chứ không phải là cứ nói là nó sẽ theo được. Nên các bạn hình dung ra có một cái giai đoạn ngắn, bây giờ mới được đến tháng 10, từ đầu năm đến giờ các chuyên gia về kinh tế dự báo tùm lum lên, rồi thay đổi liên tục các cái loại dự báo đấy, các bạn hình dung thế nhá. Nó khó, nó không 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 đơn giản đâu, đấy là chuyên gia nhé, còn chúng ta không phải chuyên gia, chúng ta dự báo làm sao mà chính xác được, đúng không? Và tôi khẳng định luôn, chuyên gia thì cũng chịu, không biết ngày mai thị trường nó sẽ xanh hay đỏ đâu nha. Đấy, nhưng chúng ta có thể đoán được là lúc nào là lúc nguy hiểm để chúng ta, một là chúng ta giảm tỷ trọng, hai là chúng ta thoát trước. Đấy là cái cách mà tôi hay làm. Và trên thực tế ấy, là nó có bốn cái chu kỳ quan trọng nhất đấy, để nó làm kích thích chi tiêu đấy, kích thích tiêu dùng lên đấy, nó làm cho các cái đòn bẩy nó căng lên đấy, và người ta sẽ biết được đỉnh của những cái giai đoạn chi tiêu đấy là bao giờ, thì người ta sẽ biết được là giai đoạn nào là giai đoạn có bong bóng, giai đoạn nào là giai đoạn không, chứ không phải là ngồi không chém là bong bóng rồi, không phải đâu nha. Đấy thì hôm nay có 17 cổ phiếu tăng mạnh đấy, rất là ít. Cái thằng TGG có vẻ là nó lại quay lại, nó tăng hay sao không biết được nha, nhưng công ty này đang bị điều tra, đang bị điều tra vì là làm thế nào đấy để cổ phiếu tăng rất là mạnh đấy, thì không biết nhá. Vì thế nhá, thì những cái cổ phiếu đấy ấy, thì tôi vẫn khuyên các bạn là chúng ta, con LDG thì hôm nay mạnh nhá, tiền vào mạnh, hôm nay là một cái phiên có thể gọi là một phiên mua đấy. Đấy, trên đồ thị của tôi có tín hiệu mua luôn nhá, trên đồ thị có tín hiệu mua. Còn con này thì cơ bản tôi cũng chưa nhìn rồi, chưa nhìn, nó cũng cái giai đoạn này tôi cũng không muốn xem nhiều cổ phiếu quá, nó cũng rất rất là nguy hiểm. Đây, công ty này cũng thế này, hôm qua là có thể gọi là một phiên mua đấy nhá, hôm qua nó không có tín hiệu mua bởi vì cái tín hiệu mua này nó chưa có tín hiệu bán nhá, nhưng hôm qua là một cái phiên mà khối lượng cũng rất là tốt đấy, trong khi đó nó vừa mới tạo ra cái phiên mua trước này. Và cái giai đoạn này là giai đoạn rất là nguy hiểm, nên là quan điểm của tôi là cứ an toàn là tốt thôi nhá. Đấy, và để tôi xem dòng tiền nó đang ở chỗ nào. Đây, có mấy cổ phiếu, DLDG là một này, DLG là hai này, SHB là ba này. SHB thì hai phiên điều chỉnh rồi nhé. SCR là 4 này. SCR ấy, về bản chất thì cái vùng này này, nó đã là một cái vùng phân phối nhẹ rồi nhé. Vùng này là vùng phân phối. Đấy. Đấy, cái vùng này là vùng phân phối. Còn lý do tại sao các bạn tự tìm hiểu, nó đã phân phối rồi. Tuy nhiên là nó không sập xuống, nó không sập được xuống bởi vì là
cái dòng tiền, cái số lượng người mà muốn sở hữu nó vẫn nhiều nên là nó không sập được xuống. Còn nó có lên nữa hay không thì chưa biết, nhưng cái vùng này là vùng phân phối nhẹ nhá. Nó phân phối không phải là quá mạnh nhưng mà nó là vùng phân phối rồi. FLC. FLC thì từ cái hai cái phiên này thì hôm nay giá nó vẫn đang xanh tích cực nhá. Đấy. Và cuối cùng để mua hay bán cổ hay nắm giữ cổ phiếu thì các bạn cần xem thêm các thông tin khác. Đấy, nếu như các bạn muốn biết các thông tin cơ bản thì các bạn inbox cho tôi và phí vẫn là 100.000 một cổ phiếu. Hôm nay tôi cảm ơn các một số bạn đã chốt cổ phiếu đấy và lại mời tôi cà phê. Tôi rất cảm ơn các bạn nhé. Đấy, rất cảm ơn các bạn đã sáng nay đã mời tôi những ly cà phê tuyệt vời, đúng không? Và tôi rất mong là các bạn cứ kiếm được tiền như thế là tôi rất vui, đúng không? Chúng ta cứ kiếm được tiền là được rồi, cứ kiếm được tiền là vui rồi, đúng không? Nha. Và hẹn gặp lại các quý vị và các bạn ở những clip sau.